Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần thì cũng chúc anh em một ngày chủ nhật thật vui vẻ ha anh em. Rồi thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng là nói về một chút về con Kisame anh em ơi, cũng như là đang kiếm thêm copy của em nó để lên tiên thuật 3.1 ha anh em. Thì như anh em biết cái tiên thuật 3.1 á thì nó sẽ được cộng thêm rất là nhiều tóc luôn ha anh em. Nên là con Kisame này mình sẽ build thử cái hướng tóc, thử coi là được bao nhiêu tóc khi mà max pin ha anh em. Nhưng mà trong cái quá trình là mình đi anh em thì đang bị thiếu đúng một copy nữa thôi anh em ơi, cụ thể đó là 30 mảnh anh em để mà lấy cái con Kisame này về đội ha. Thì đang farm anh em, đang farm ở bên cái liên đấu để cho xong cái thông thạo anh em ơi. Thông thạo của mình thì đang farm tới 23/30 rồi. Nói chung là sẽ dư ra được một con anh em. Đây cho anh em xem nè. Bây giờ chỉ farm cỡ chừng 2 vòng nữa thôi là xong cái con Kisame rồi ha anh em. Nhưng mà cái nỗi đau ở đây á anh em là chúng ta farm cái nộ nhiều quá anh em ơi. Nó cho chúng ta liên đấu 57 nộ. Ù là trời đây anh em. Đó 23/30 rồi ha. Thì hiện giờ mình đang thiếu đúng một copy nữa thôi là đã mình sẽ lên được con Kisame được lên được tiên thuật 3.1 nha anh em. Đây. Đây là hai con này, ở trong rương một con nữa anh em là đủ ha. Thì bây giờ để mình farm cái đã anh em ơi, để mình quất cái liên đấu này nhiều một tí nha. Anh em kiếm mấy ông nào mà lực chiến nó cao cao một tí, anh em tầm cỡ chừng, nói chung là tùy tùy cái lực chiến của anh em á, anh em canh làm sao cho con Kisame của chúng ta nó không chết mà nó cũng không có mạnh quá, để làm sao cho nộ càng nhiều càng tốt anh em. Nó hao hao giống y chang như là anh em làm cái nhiệm vụ cái suối dọc cốc vậy đó. Đó, hôm nôm na là như vậy ha. Đây, như mấy ông này lực chiến ông này thấp quá. Như mấy ông nào mà như mình đi anh em ha, sẽ kiếm những ông nào mà lực chiến tầm cỡ chừng trên 30 triệu anh em để mà đánh. Một xíu nữa thôi là xong rồi anh em. À quên nữa, còn một con Kisame nữa thì mình sẽ farm ở bên cái Ninja Legion nha anh em. Trời ơi, bên đó còn một con nữa anh em mà mình chưa có xả cái cuộn chưa ở cái cuộn đại ninja mình chưa có xả nữa anh em ơi, nên là đang còn thiếu tầm cỡ chừng 8 cái anh em. Giống như chuyện ngày hôm qua đó, mình qua là đi được 42 anh em, đi được 42 rồi chứ không 32 nữa. 42 cái 27 28 ông này cũng được nè. 42 cái vé âm dương rồi. Giờ còn 8 cái nữa xả full ở bên cái đại ninja là xong anh em, nhưng mà mình chưa xả. Chưa xả nữa ha. Ok, ông này cũng đánh ghê ta, cháy thế nhờ. Rồi anh em đợi mình tí nha, để mình farm xong luôn đi rồi mình sẽ up con Kisame lên luôn nha anh em. Rồi anh em ơi, ngồi cả nửa tiếng đồng hồ thì được mới có một vòng mấy, gần hai vòng anh em ơi. Trời ơi, cày lâu thực sự, lâu nhất ở đây anh em là cái liên đấu chúng ta phải nổ liên tục ha anh em. Thì nó mới gọi là cho chúng ta xong nhiệm vụ được, lâu thực sự luôn anh em. Thì mình còn vài ván nữa thôi là chắc là xong anh em ha. Cái số giấy thách đấu mà mình bỏ ra ngày qua đến giờ chắc cũng phải là hơn mười mấy ngàn Rio rồi đó anh em. Trời ơi, đợt này xả Rio hơi bị thốn. Chắc phải hơn mười mấy ngàn Rio anh em, cứ mỗi lần mua là 100 nè anh em. Đó thì nó sẽ rơi vào khoảng là 2.000 Rio anh em, rất là thốn luôn ha, mua nữa đi. Trời ơi luôn ấy. Ok không sao anh em, thì cái giá trị của con Kisame này thì nó sẽ đổi theo bằng mấy cái Rio này thì hầu như là chúng ta có thể cày được, ri được cái thứ anh em ha. Nên là cũng không có đến nỗi đâu. Nhưng mà cái số để mà chúng ta nổ nó nhiều quá anh em ơi, cái này là mới 25/30 thôi nha anh em. Còn cái số 30/30 nữa thì cái số nộ nó nhiều hơn anh em ơi, nó phải tới 60 mấy nộ anh em. Hiện giờ mình đang cày 60 mấy nộ đấy.
qua mấy cái vòng sau có thể lên tới là 70 mấy độ ở một vòng nữa anh em, rất là thốn. Đây cho anh em xem luôn nè, một vòng thầy già xong chưa ta, ơi xong rồi nè anh em. Ấy xa, 63 rồi nè anh em, 25-25 nha. Rồi bây giờ sẽ ghép hai con Kisame ở trong cái mảnh này luôn nha anh em. Sẽ up cái tiên thuật 3.1 lên cho nó anh em ơi, hợp thành luôn này. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ test con Kisame tiên thuật 3.1 cho anh em xem. Cái thứ nhất á là khi mà em nó mát tóc á thì nó sẽ như thế nào, mình sẽ gắn luôn cái bảo vật tóc cũng như là bảo vật nộ cho nó luôn. Cái thứ hai nữa anh em, thì giữa con Kisame và cái con Onuki thì ai là người tóc cao hơn thì tí hồi nữa anh em sẽ xem nha. Rồi, đủ rồi nha anh em, 6 con, ok vô, 15 con bên này nữa anh em, 15 con phút 10 sao, chắc đủ anh em nhờ. Rồi, ok, đủ rồi đấy, quất, ai lên được cái này anh em. Thì cái thủy lao này lúc đầu thì nó chỉ cộng có 200 tóc thôi, bây giờ nó cộng tới 300 tóc lận nha anh em. Cái con Kisame này nó cộng 300 tóc nữa. Rồi cầm ở bên này thêm cỡ 379 tóc nữa nha anh em. Đại con Kisame hiện giờ tóc của nó để mình coi coi, nó rơi vào khoảng 2537 nha anh em, 37 nha. Con này thì chưa có gắn ứng chú đồ tóc đâu anh em, để mình coi coi có ứng chú tóc cho nó chưa. Kisame hình như là chưa gắn ứng. Ồ, có một cái rồi nè anh em. Kisame ở bên này. Rồi có một cái à. Gắn tốc độ. Ủa cái này có tốc độ này 16 nè. Rồi coi tốc độ cơ bản của hai con đi anh em ha. Onuki hiện giờ tóc của nó sẽ rơi vào khoảng cầm cái kiếm Kusanagi thì nó cũng bằng với lại cái đào sưng nha anh em. Tóc của nó bằng cái đào sưng là 120. Tóc Kisame là 2537. Tóc Onuki là 2665 nha anh em, 2665. Rồi bây giờ sẽ vào BK thử coi coi đứa nào tóc cao hơn nha anh em. Rồi chúng ta sẽ thấy liền thôi. Nhận được phần thưởng thi đấu rồi, cùi cùi xíu nè. Rồi vô BM thử nha anh em, thử coi đứa nào hành động trước. Bởi vì cái con Kisame nó cộng nó có thủy lao nữa anh em. Đấy Kisame. Không, nhầm. Con Onuki nó bị chói anh em ơi. Onuki nó bị chói nên là không tính ở đợt này ha. Đánh bên ông cùi cùi này đi để đỡ bị chói nè. Đấy anh em, con Kisame nó tóc cao hơn con Onuki nha anh em. Con Onuki mình cũng không có được cái đây anh em, con Onuki mình nó cũng không có được cái nó cũng không có, để mình coi coi Onuki mình á thì cái ấn chú của nó là vẫn chưa có gắn được cái ấn chú tóc nha, nên là cả hai con thì nó đều bằng nhau anh em. Đây cũng chưa có làn cỏ ha, mới có một cái thôi. Con Kisame nó cũng vậy luôn, nó cũng có một cái làn cỏ à. Đó nhưng mà được cái làn cỏ này nó xịn hơn, nó cộng tới được 16 tóc nè. Để mình coi coi. Rồi cái tóc này anh em cứ lấy cái tóc này. Tại sao lại như vậy anh em, tại sao ở ngoài đây tóc của con Kisame nó là 2537 mà con Onuki á thì tóc nó lại cao hơn, nhưng mà tại sao nó lại hành động sâu anh em? Thì bởi vì cái thủy lao giới thuật này á, khi mà anh em lên được tiên thuật á, ơi cái này là chưa lên tiên thuật nè anh em, là nó sẽ cộng 200 tóc thôi. Là nó cũng đã cao, là lúc này là nó cũng chưa có gọi là cao hơn con Onuki đâu anh em. Onuki này á, ở trong này anh em, ở trong cái bị động thứ nhất nè, nó cũng sẽ cộng tới 120 tóc anh em. Đó nhưng mà nếu mà chưa lên tiên thuật á thì cái con Onuki này tóc nó sẽ cao hơn con Kisame. Nhưng mà nếu tiên thuật bằng nhau anh em, 3.1 nè, tóc ở bên tiên thuật bằng nhau á thì con Kisame này nó sẽ áp đảo được con Onuki anh em. Kisame này á thì ở trong cái bị động đầu tiên thì nó sẽ không cộng tóc, nhưng mà cái thủy lao giới thuật này á anh em thì nó sẽ cộng tới 300 tóc lượng anh em ha, rất là ngon. Đây anh em, đây 300 tóc là nó tân tiến, nó cao hơn cái con Onuki tới tới 100 tóc lận anh em. Đây mình sẽ test thử cho anh em xem luôn cái Onuki này luôn ha anh em. Gắn cho em nó cái bảo vật được được đi. Bỏ xét thương chuẩn luôn. Gắn cho nó cái bảo vật nộ đầu nó vô để nó nộ đầu luôn nha anh em. Rồi ok. Ổn nha, ổn nha. Rồi có một cái nữa đó, thì ngày hôm qua mình có đánh cái con Gingaku này á, thì có một vài cái trường hợp á, con Gingaku này nó không có nộ liên tục được anh em. Nó sẽ có hai lý do. Một á là con Kisame này khi mà nó bị tấn công bởi đòn đánh thường hoặc là nộ á thì nó sẽ có vĩnh viễn tăng là 10% công nè anh em. Đó nó sẽ tăng vĩnh viễn công và nó sẽ giảm công của đối thủ anh em. Đó thì cái đầu tiên này thì nó sẽ tăng công,
thì vô tình cái công của nó sẽ cao hơn, cái công của nó sẽ cao hơn cái con Ginkaku nha anh em, cao hơn con Ginkaku đó, nên là cái con kia, con Ginkaku nó không có nổ được liên tục được. Cái thứ hai nữa cũng là cái dung hợp hoàn thiện này luôn, con Kisame của đối thủ khi mà nó đánh mình, mình đánh nó đó anh em, thì nó sẽ giảm vĩnh viễn công tối đa là 80% công của kẻ tấn công, đồng thời lại phản kích lại nè anh em. Thì con Ginkaku mình nếu mà nó đánh thường trúng cái con Kisame hoặc là nó nổ trúng con Kisame đó thì nó sẽ bị giảm công anh em lên tới gọi là 80%, thì nó cũng sẽ khiến con Ginkaku này không có thể nào nó là cái con tướng là công cao nhất phe đó, nên là nó không có nổ được liên tục ha anh em. Nó sẽ có hai cái nguyên nhân, và cái nguyên nhân chủ yếu á là nó sẽ đến từ vị trí của con Kisame, cả hai phe luôn nha anh em, phe ta và phe của địch đó. Rồi khá lát anh em đợi tí nha. Rồi bây giờ sẽ vào BK nha anh em, để coi cái con Kisame này khi mà gắn cái bảo vật nộ luôn á anh em, thì khi mà nó nộ đầu á thì nó đánh có ok không nha anh em. Tóc cao hơn cả con Uroki đối phương luôn kìa anh em. Nó khiêu khích 4 con luôn rồi anh em, nó khiêu khích tới tận 4 con ha. Ây da, một mình nó khiêu khích hết. Ôi bên mình bị chói nhiều thế nha. Ồ bên kia nó bị chói cũng đâu có kiếm này đâu anh em, nó bị chói tới 6 con, 5-6 con luôn anh em. Ok, tiếp tục. Ui cha, con Ginkaku này nó không có cái nộ để mà nó chơi luôn á anh em, tội nghiệp thực sự luôn á. Mà không sao, tên sau nó nộ được nha anh em, tên sau nộ được. Nhưng mà ôi ôi, đó anh em thấy tóc nó cao. Bây giờ mình có cái câu trả lời là về cái con tướng tóc cao nhất của game rồi anh em ơi, đó là cái con Kisame. Đó, đó là con Kisame nha anh em. Ây da, đâu? Ôi con quỷ Ginkaku ở bên kia nó hút lật kèo luôn anh em, phải trưởng nha. Su Ginkaku mà nó bị chói anh em. Đó thì chúng ta đã có cái câu trả lời là con nào là tóc cao nhất rồi nha anh em, đó là cái con Kisame Same Haya. Đó là ôi má ơi, khiêu khích 4 con anh em ơi, quá xịn. Nhưng mà nếu mà tóc cao như vậy thì nếu mà nộ đầu nó cũng khá là lợi thế ha anh em. Nếu mà nó tuy nó không có giảm nộ được của đối phương anh em, nhưng mà nó có thể khiêu khích được đối phương ha anh em, nên cũng khá là ok. Trời ơi, ủa cái con cho ra của mình sao mà nó nhảy hai lần liên tục luôn anh em nhờ, ảo ma thế nhờ. Cái pha đó mới không hiểu đó anh em, ôi chết rồi bị khiêu khích rồi. Ôi khiêu khích không luôn kìa anh em, bên nào có cái dấu khiêu khích hết trơn á. Team mình bị 4 con, team bên kia bị 4 con luôn anh em. Nhìn hài thực sự. Ây da, đâu bây giờ chỉ có mỗi con Ginkaku là lật kèo được thôi anh em ơi, cả hai bên luôn ha. Ây da, Ginkaku mình không biết là có nộ được hay không. Ui ôi, ừ đúng rồi anh ơi, rồi bị chói lại anh em, xui thế nhờ. Rồi kèo này mới là cân này anh em. Oh yeah, oh yeah. Ôi con Ginkaku ở bên kia nổ liên tục kìa anh em. Ai à, vậy là ông cá này ông tiếp thu được cái kiến thức của mình rồi anh em ơi, nổ được liên tục ha anh em. Trời má ơi, trận nãy giờ toàn thua hai trận không anh em, suýt xoa luôn ấy. Rồi xong, bị chói rồi, này thì là tóc cao nhất nè. Nhưng mà được cái là chúng ta có cái câu trả lời về cái tóc cao nhất rồi ha anh em, là thuộc về đứa nào rồi. Nhưng mà vẫn sẽ build cái con Onoki này bảo vật tóc lên nha anh em, diên hoa đồ các thứ đó. Thì tóc của chúng ta gọi là con Onoki của chúng ta là nó mới gọi là kết hợp với lại con Kisame, nó sẽ trừ nộ liên tục đối phương anh em, khiến cho đối phương không có nộ được liên tục được, không có nộ ở đầu game được anh em. Nhưng mà cái này vẫn sẽ gọi là quan trọng nhất, vẫn sẽ là bên nào tóc cao hơn thôi. Chính thức xoán ngồi cái con Onoki này về cái mặt gọi là tóc nha anh em. Ứng chú cũng là khác nhau nè, ứng chú cũng khác nhau nè. Để mình coi hồi nãy nếu mà cộng luôn cả mấy cái chỉ số lên đó, con Kisame hồi nãy là 25 37, anh em cộng thêm 300 nữa coi anh em là bao nhiêu anh em, thì nó sẽ rơi vào, để tí mình ra mình tính cho anh em xem. Ở trận này win nè anh em, trận này win rồi, phải win chứ, trời ơi, ui ôi win perfect luôn anh em, không chết đứa nào luôn ạ. À, thật là ảo. Rồi có một ông Madara này, ông hay rủ mình đi BK nè anh em, để thử coi là ông mạnh hay không. Mới build, mình chưa có build bảo vật nộ cho con Ginkaku hay là con Onoki nha anh em. Ui, con Onoki ở bên kia tóc cao vậy.
ông này ông gắn cái ứng chú tóc hình như là cái full bộ một hai hoặc là ba bộ cho con Unuki rồi đó anh em, nên là nó nổ sớm lắm, tóc nó cao lắm anh em. Chết rồi, bên mình nó bị dính là ui nó nhảy một cái chết, con Kisame team mình nó hết bị dính cái nó hết bị dính cái ôi quỷ cho xa bên kia à, không anh em, Ugingaku mình nó bị trừ trừ công á, nên là nhiều khi hút không có chết được con cho xa nha anh em, hút không chết được người ta. Áo vé đâu, ôi ôi quỷ Kisame nó xoáy kìa anh em, nó cứ mất máu là nó sẽ xoáy, và nó sẽ xoáy là nó sẽ hút máu lại anh em. Ủa châu bò thực sự ấy. Anh em nên đi theo đường tóc cho con Kisame đánh đấm thử như thế nào, anh em coi đam luôn nha. Đây anh em Kisame nè. 536 triệu đam anh em. Rồi, nói về cái vụ tóc hồi nãy đi anh em ha. Thì cái con Kisame đó thì anh em cứ lấy cái tóc này của nó nè anh em, 2537 nè. Anh em cộng thêm 300 nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng là 2837. À, 2837 ha. Rồi. Còn Onoki này tóc 2665. Nó đi đường tóc luôn nha anh em, mát tóc ở bên này luôn nha. 2665. Để mình lấy máy tính ra mình bấm cho nó chính xác anh em ơi. 2665 rồi. À, cộng thêm 150 tóc ở bên cái bị động thứ nhất nữa anh em. 150. Rồi, nó sẽ rơi vào khoảng là 2 ui cũng nhiều quá chứ nhờ. 2815 anh em, 2815. Ôi ghê ghê ghê, cũng cao ghê chứ anh em. Rồi thì đây là cái tóc cơ bản nha anh em, 2815. Cái này là để mình coi coi bên cái phần ứng chú rồi anh em ơi. Ứng chú của Onoki của mình thì cũng có một vài cái ứng chú tăng tóc ấy. Đây anh em, tóc nè, thủ, chí mạng, không có tóc luôn nè. Để mình kiếm cái bảo vật tóc cho nó, đúng một cái tóc có tóc à. Nhưng mà anh em, thì con Onoki này nếu mà anh em gắn cái bây giờ chúng ta không có tính ứng chú vô ha anh em, thì con Onoki này nó bị suýt xoa bởi cái con Ginkaku anh em, nó thua tới vài chục tóc à, cũng không có nhiều đâu anh em. Này là 2837 đó, thua một ít tóc ha. Nói chung là xem nhau anh em, 19 10 đó, nó thua chỉ có tầm có chừng vài đơn vị thôi anh em ơi, vài đơn vị thôi. Nếu mà anh em build match bên ha Kisame này thì mình có gắn cái ứng chú của nó là có một cái 16 tóc anh em. Đâu rồi, 16 tóc nè. Ôi ôi, từ từ nha, ở bên này mình gắn nhiều tốc độ quá anh em ơi, chúng ta trừ cái đống tóc này ra nha anh em, trừ cái đống tốc độ này ra. Rồi con Kisame này thì nhiều khi tóc của nó thua con Uruki đó anh em ơi. Để mình trừ tóc ra nha, 16 nè, cộng 11 là 27 trừ cho 27 cộng 11 nữa là 38 cộng 8 nữa là 46 anh em. Ở bên này là cái bộ ngọc của nó là 46 tóc rồi. 46 tóc rồi. Rồi con Onoki là 2815. 2815 rồi. Con này trừ 46 nha anh em. 2837 trừ cho 46 nó sẽ ra là 2791 cha. Cũng không có xoáy ngôi được anh em ơi. Tính ra nếu mà như vậy á, con Kisame tóc cũng không lại con Onoki anh em, tóc cũng không lại con Onoki ha, nó thua con Onoki rồi. Bởi vì ở bên cái bộ ứng chú á, mình có gắn tóc cho con Kisame này nhiều quá nên là nó sẽ cao hơn cái con Onoki của mình luôn á anh em. Đó, cái vấn đề nó sẽ là như vậy. Rồi, nếu mà cái con Onoki này của mình á anh em thì gắn cho nó cái ứng chú giống y chang như là con Kisame thì cái tốc độ này nó sẽ cao hơn của con Kisame nè, cao hơn Kisame. Bởi vì cái con Onoki mình, cái ứng chú của nó thì nó chỉ có đúng một viên cộng tóc thôi. Đây, viên 8 tốc độ nè. Ở bên này thì không có lấy viên nào cộng tóc hết ha anh em. Đây, chỉ là sát thương chí mạng tấn công thôi. Đó, nên là cái khoảng tóc á thì mình có nhận lại nha anh em. Đó là con Onoki nó vẫn sẽ là con tướng tóc cao nhất nha anh em. Sau đó mới tới con Kisame. À, rồi ok ha anh em. Rồi ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay cũng đã cho anh em xem sức mạnh của Kisame gọi là mát tóc như thế nào cũng như là tiên thực 3.1 ha anh em. Nói chung là em này tuyệt vời anh em ơi, đánh rất là nhay. Nãy anh em thấy rồi hả, đánh rất là nhay luôn ha anh em. Đó, nên là anh em có thể build con Kisame này lên để đánh nha. Tầm ngày mai hoặc ngày mốt thì chúng ta sẽ có
một cái clip về cái series về tướng mới. Em ơi, anh em chuẩn bị tinh thần để đón tướng mới về nha. Mới build con Kisame xong bây giờ có tướng mới rồi. Nói chung cái con Kisame này á, anh em nổ đầu á, hoặc là nổ thứ hai anh em thì nó cũng khá là ok. Nhưng mà nó không có tối ưu bằng cái con Uruki ha anh em. Bởi vì con Uruki nó có cái hiệu ứng gọi là trừ nổ anh em, trừ nổ 100%. Đó, nên là nó ok hơn anh em ha. Ginkaku thì cũng không có cần nổ đầu đâu, nhưng mà nếu mà được thì anh em có thể cho nó nổ đầu được anh em, tránh cái trường hợp con Uruki này, cái con Ginkaku này nó bị trừ cái công anh em. Đó, tránh trường hợp đó là sẽ là như vậy. Rồi các anh em ha, thì đó là video ngày hôm nay. Ngày mai có những gì mới thì mình sẽ quay video tiếp cho anh em xem. Em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh nha, cảm ơn nhiều nha.